Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Không ai nghĩ rằng những kẻ phạm pháp là ngầu vật chất trong xã hội hiện tại phải không? Vào thời đại của anh tôi, có rất nhiều băng nhóm đua xe. Họ đi khắp thành phố trên những chiếc mô tô và nẹt bô ồn ào khắp nơi. Tất cả họ đều dũng cảm như những chiến binh và đều có thể tự lo cho bản thân mình khi có chuyện gì đó xảy ra. Đây cũng là lý do tại sao tôi sẽ tạo nên một thời đại mới của những kẻ du côn. Đó là câu nói nổi tiếng của Mikey Bất Bại, người đồng sáng lập kiêm thủ lĩnh của băng Tokyo Manji. Thanh kiếm sắc nhọn mà chỉ cần vầng hào quang từ nó đã khiến đối thủ run sợ, đồng đội vững tâm. Xuyên suốt series Tokyo Revengers, Mikey là một câu chuyện khiến người ta tranh cãi giữa tốt và xấu, đồng thời cũng là nhân vật thể hiện rõ hình ảnh của một bất lương, những kẻ đứng giữa ranh giới thiện và ác. Ngày hôm nay để hiểu thêm về Mikey, anh em hãy cùng Anime Wiki tìm hiểu về quá khứ và sức mạnh của anh chàng này để trả lời câu hỏi Mikey mạnh đến mức nào nhé anh em. Ngoài ra nếu anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại như tai nghe, ốp lưng, cắp sạc các thứ, đừng quên ghé qua ủng hộ shop phụ kiện điện thoại của Anime Wiki, bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm, giá cực học sinh nhưng chất lượng thì ba phụ huynh đó nhé. Link shop ở phần bình luận và mô tả đó nha anh em. Manjiro Sano hay còn được biết đến với cái tên là Mikey, sinh vào ngày 20 tháng 8 năm 1990. Ở thời điểm lần đầu Takemichi xuyên không về quá khứ thì Mikey là một cậu thanh niên 15 tuổi và ở thời điểm hiện tại cậu đã 27 tuổi. Cũng giống như hầu hết các thành viên chủ chốt của Toman, Mikey có một quá khứ không kém phần đau thương. Cha mẹ bật vô âm tín, cậu và anh trai Sano Shinichiro sống cùng với ông nội tại một võ đường. Từ nhỏ hai anh em đã được dạy võ và có một môi trường phát triển thoải mái. Khác với Shinichiro chỉ sở hữu sức mạnh ở mức trung bình, Mikey dù chẳng mấy khi luyện tập nhưng vẫn thể hiện trình độ võ thuật thượng thừa và được ông nội công nhận là một thiên tài võ thuật. Năm Mikey học tiểu học, ông cậu nhận nuôi cô bé Emma Sano, người đã trở thành em gái không thể thay thế, cũng như là lý do khiến Manjiro lấy cho mình cái tên Mikey. Cứ thế tuổi thơ của cậu nhóc tóc vàng dù không có cha mẹ nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. Với tài năng thiên bẩm về võ thuật, sức mạnh vật lý tốc độ thuộc hàng khủng, ngay từ khi còn nhỏ Mikey đã vô địch trường mẫu giáo, đại náo trường tiểu học và vô đối ở trường cấp 2. Khi học lớp 5, cậu đã có thể đánh bại thủ lĩnh băng đảng đua xe Bachikan, một học sinh cấp 3, và từ đó bắt đầu nổi danh trong giới bất lương. Đó cũng là thời điểm Mikey gặp và kết thân với Dragon, người có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của cậu sau này. Năm Mikey lên 12 tuổi, cậu cùng với Dragon và 4 thanh niên khác gồm Baji, Kazutora, Pachin và Michuja quyết định thành lập một băng đảng đua xe với tên gọi là Toman. Là một người ít khi bộc lộ nội tâm nhưng có thể nói với Mikey, người thân và bạn bè kể cả là danh dự của họ đều rất đáng được tôn trọng. Kẻ thù có thể đánh cậu, phá hoại tài sản của cậu nhưng tuyệt đối đừng bao giờ làm tổn thương những người cậu yêu quý. Tiêu biểu là khi thanh niên này sẵn sàng vứt bỏ chiếc xe máy mình yêu thích vì nó là lý do khiến đồng đội cậu bị đánh. Ngoài ra quá trình trưởng thành của Mikey chịu ảnh hưởng rất lớn từ người anh trai cậu Shinichiro và em gái Emma. Shinichiro không mạnh, không biết đánh nhau. Nhưng đối với Mikey, anh ta là một tấm gương để noi theo, người cho cậu động lực để sống tốt và truyền cảm hứng với những chiếc xe phân khối lớn. Emma là người mang đến cho Mikey động lực phải thật trưởng thành và vui vẻ để luôn mang đến nụ cười cho cô. Rất có thể chính Emma cũng là lý do khiến Mikey không bao giờ ra tay với con gái, cho dù họ có xúc phạm cậu đến mức nào. Thế nhưng mọi thứ dần biến mất kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2003. Vào ngày hôm đó khi Mikey sắp đón sinh nhật 13 tuổi, vì muốn ăn trộm chiếc xe CB250T để tặng quà sinh nhật cho thủ lĩnh, Kazutora và Baji đã đột nhập vào một gara rồi chẳng may giết chết Shinichiro, anh trai của Mikey, mất đi người anh mình yêu quý nhất. Đau đớn hơn khi thủ phạm là một trong những thành viên chủ chốt của Toman, Mikey đã suy sụp hoàn toàn. Đây chính là vết thương tinh thần đầu tiên và cũng là lớn nhất tác động đến tâm lý của Mikey, như một đường hầm đang mất dần ánh sáng. Theo thời gian, các thành viên cộng cán của Toman cũng lần lượt rời khỏi Mikey, Kazutora đi trại giáo dưỡng, Pachin vì dính dáng đến một vụ đâm người nên bị kết án 1 năm tù, rồi người bạn thời thơ ấu Baji tự sát và đỉnh điểm là cái chết của Emma. Trống rỗng với thực tại, mọi điểm tựa bỗng chốc biến mất, Mikey gần như từ bỏ mọi thứ và mặc kệ cho đám anh em của mình sống chết với bằng thiên chúc. Về sau dù cố gắng chứng tỏ rằng mình đã vượt qua những cú sốc tâm lý bằng nụ cười, nhưng thực sự bên trong nội tâm của Mikey là một bóng tối vô tận. Thứ khiến cậu đứng giữa ranh giới của thiện và ác. Đối với Mikey, những ánh đèn soi sáng cho cậu đã biến mất, ngày đêm dần vặt bởi những mất mát đau thương. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến Mikey giải tán băng Toman. Khi đọc bức tâm thư cậu gửi cho Takemichi ở tương lai,
chúng ta có thể thấy Mickey thực sự hiểu rất rõ những người anh em của mình. Sâu thẳm trong cậu muốn giải tán Thomas, một phần là vì muốn họ được bước trên con đường khác ít nguy hiểm, ít hy sinh hơn. Một phần là vì khát khao bạo lực sâu thẳm trong con người Mickey, thứ đang dần xâm chiếm cậu. Ở những chương gần đây, chúng ta đã biết được thế lực đang kiểm soát Mickey được gọi là bản năng hắc ám. Dù chưa được tiết lộ đầy đủ nhưng có thể rút ra một vài điểm nổi bật của nó. Đầu tiên, như trong bức tâm thư của Mickey, cậu đã biết được bên trong mình tồn tại bản năng hắc ám, thứ thôi thúc cậu giết chóc và bạo lực. Và theo Mickey, những người có thể kìm hãm nó đã chết, gồm có anh trai cậu, bà G và Emma. Cũng chính vì thế, Mickey cho rằng những người ở bên cạnh cậu đều sẽ gặp nguy hiểm. Nó giống như một lời nguyền vậy. Nếu Takemichi có năng lực du hành thời gian, thì sẽ không khó hiểu khi bản năng hắc ám là thứ mang lại sức mạnh tuyệt đối cho Mickey, nhưng lại nguyền rủa cậu phải cô đơn suốt đời. Điểm nổi bật thứ hai của bản năng hắc ám đó là trong lần gặp lại Takemichi ở tương lai, tinh thần Mickey lúc tỉnh lúc mê, để rồi ra tay giết chết người bạn của mình. Điều đó có nghĩa là bản năng hắc ám đang dần khống chế Mickey. Trước đây nó đã từng nhiều lần điều khiển anh chàng này, tiêu biểu là ở dòng thời gian khi Draken chết, Mickey cũng đã trở thành kẻ cực ác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi đó chúng ta cứ đổ lỗi cho Kisaki, nhưng rõ ràng đó mới là bản chất thật của Mickey. Hay rõ ràng hơn là trong cái chết của Baji, bản năng hắc ám của Mickey trỗi dậy khiến cậu muốn giết bằng được Fujitora, để rồi mất tỉnh táo lại được sau khi thấy tấm bùa của nhóm Bitsuit. Vì thế có thể hiểu điểm yếu của bản năng hắc ám chính là một chỗ dựa tinh thần. Xuyên suốt series, bên cạnh anh Men hầu như tập nào cũng rơi nước mắt, chúng ta đã được chứng kiến Mickey, chiến binh bất bại của Tokyo, khóc tới 4 lần. Đầu tiên là khi Draken trọng thương mấp mé sinh tử, lần thứ hai là khi Baji tự sát, lần thứ ba là khi Emma chết, và lần cuối cùng chính là khi cậu cầu cứu Takemichi cứu rỗi cuộc đời của chính mình. Đó là minh chứng cho một Mickey sống tình cảm, luôn trân trọng những người mình yêu quý, và cũng là tố chất để tạo ra người thủ lĩnh bất bại của Tokyo Manji, lạnh lùng mạnh mẽ và luôn hết mình vì đồng đội. Mickey chính là hiện thân của sức mạnh tuyệt đối trong Tokyo Revengers. Được học võ với ông nội từ nhỏ, khi còn ở tiểu học, Mickey đã có thể hạ gục những đứa trẻ lớn tuổi hơn mình. Sức chịu đựng của cậu cũng rất đáng kinh ngạc khi có thể đứng dậy sau hàng loạt cú đánh vào người, thậm chí là vào đầu. Chiêu thức đặc trưng của Mickey là tung một cú đá vòng tròn từ trên cao, với tốc độ nhanh đến mức người ngoài không thể nhận ra là cậu đã ra đòn. Cho đến thời điểm hiện tại của bộ truyện, ngoài Hanma và Izana thì hầu hết những kẻ dính chiêu này đều bị hạ gục ngay lập tức. Trong trận chiến với Morbius, một băng đảng của những thanh niên cao trung, tổng trưởng của họ đã tạm thời ngất đi sau cú đá vòng của Mickey. Chứng kiến điều đó không ai tin nổi người ra đòn chỉ là một thiếu niên sơ trung. Sau đó trong sự kiện với tàn dư của băng Morbius ngày lễ hội mùng 3 tháng 8, Mickey đã có thể dễ dàng xử lý một lúc vài chục tên. Để rồi trong trận solo 1-1 với Hanmasura, nếu đánh tiếp thì Mickey sẽ giành chiến thắng. Chính cậu đã nói chắc chắn mày sắp chết. Và Hanma cũng tự nhận là bản thân thấy khó thở sau khi ăn đòn của Mickey. Không chỉ vậy, trong những diễn biến của cuộc chiến với Ba Lâu Bá La, Mickey có thể cân hai tên đứng đầu của hội này cùng với Kajutora một lúc, dù trước đó cậu đã bị dính một gậy rất mạnh vào đầu. Chi tiết này đã cho chúng ta thấy khả năng chịu đựng vượt trội của tổng trưởng Thomas. Khi so sánh cậu với những nhân vật khác trong bộ truyện, sức mạnh của Mickey còn được thể hiện khi cậu chiến đấu với Taju của Hắc Long. Xuyên suốt series đến thời điểm hiện tại, Taju được xây dựng như một nhân vật phản diện mạnh thứ hai sau Izana, một kẻ bất bại và vượt trội hoàn toàn so với những đối thủ trước đó của Thomas. Tuy nhiên sau khi đụng độ Mickey, Taju đã ngay lập tức đo sàn và không còn đứng vững sau cú đá móc huyền thoại. Và nổi bật nhất trong tất cả phải là cuộc chiến với anh trai nhận vợ Izana, khi Draken và Mickey đấu với 200 người bên phía Thiên Trúc. Có thể nói Izana là đối thủ có sức mạnh ở ngưỡng gần nhất với Mickey, khi cả hai gần như đánh ngang sức với nhau. Izana có thể chặn những cú đá chí mạng của Mickey hay đánh văng cậu đi. Sức chịu đựng của Izana cũng vượt trội khi có thể đứng dậy sau khi ăn một loạt đòn rất mạnh của Mickey. Sau đó Izana mặc dù chưa gục ngã nhưng ai cũng biết hắn đã thua, và nếu đánh tiếp thì cá chết là điều không tránh khỏi. Để rồi cho đến chương gần nhất của Tokyo Revengers, có một khoảnh khắc khiến người đọc nổi da gà khi tiết lộ những thành viên của Kanto Manji và hình ảnh Mickey một tay xử lý gần trăm tên của băng đảng đối địch trong khi áo choàng vẫn không rời khỏi vai. Không chỉ về sức mạnh và tốc độ, Mickey còn có thể phán đoán tình huống một cách chính xác. Nếu không nghe tiếng động cơ xe của Mitsuza và quyết định đến nơi của Takemichi, có lẽ anh Men của chúng ta đã bị hạ gục bởi Hắc Long. Bên cạnh đó là người góp phần không nhỏ đưa Thomas trở thành băng đảng số 1 Nhật Bản, Mickey cũng thể hiện khả năng nhìn người rất tốt. Bằng chứng là khi lần đầu gặp Takemichi, Mickey đã nhận ra Takemichi có một thứ gì đó khiến cậu không thể thất bại, và nó giống như Jinichiro, người anh đã khuất của cậu. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua gần như toàn bộ những thông tin về quá khứ,
bản năng hắc ám và sức mạnh của Mikkei trong series Tokyo Revengers. Hy vọng nó bổ ích để anh em hiểu thêm về nhân vật mình yêu thích. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau của Anime Wiki.